Chiều tối ngày 18 tháng 6, tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Đông Yên, xảy ra vụ tai nạn lao động. Thời điểm trên, một công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng, trường mầm non Đông Yên B, thì phát hiện sự cố mất điện. Người này đã đi ra phía sau công trường, nơi để thang tời vật liệu kiểm tra thì phát hiện 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn xã Đông Yên, khiến 7 người bị thương và 3 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.